nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng loé đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cánh, đời mong manh quá, kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên trong môi một kiếp ta đó. Cố tìm tình trong chất ngôn ngang, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tối nhìn quanh một mình, đường quen không tới tìm nhau ngại ngùng. Chỉ vì đời mình chưa có bình minh, tiếp tục gửi tới các bác một bộ dàn mini đến từ thương hiệu Đàn Ông. Đây là bộ Mini M41, cái phiên bản cao cấp nhất trong cái hệ thống M-series của hãng. Và bộ M41 này thì em cũng đã có giới thiệu ở trên kênh khá là nhiều dàn rồi. Và hiện tại ở Việt Nam thì có rất là nhiều khách hàng của em Tâm đang sở hữu cũng như sử dụng bộ này. Hiện tại thì dòng M-series của Đàn Ông thì chưa ra phiên bản cao cấp hơn. M41 vẫn là phiên bản mới nhất của hãng, cũng đang được bán mới. Bộ này thì hình thức đẹp xuất sắc, bên em sẽ bán nó dao động khoảng 9-9,5 triệu tùy hình thức. Tuy nhiên ngày hôm nay thì bên em mua được một bộ hình thức không được đẹp cho lắm với cái mức giá cũng tốt hơn. Vậy cho nên là ngày hôm nay em đăng tải cũng như là có một cái mức giá tốt để các bác có thể nghiên cứu bộ M41 này. Tất nhiên là nó chỉ xấu về ngoại hình một chút thôi, còn về phần tính năng, độ zin nguyên bản thì em vậy cam kết với các bác là zin nguyên bản chưa qua sửa chữa và đầy đủ tính năng các bác nhá. Bộ M41 ngày hôm nay em đang có ở đây là một bộ màu đen. Và các bác muốn mua hàng đẹp thì bên em cũng có đấy ạ. Đây là một bộ hàng mà ví dụ như là các bác có thể nhìn thấy, đó là phần một phần vệ loa phía bên tay phải của em bị cấn ở cạnh sau này. Mặt trước thì nó sẽ bị bong mất một chút simi ở đây, và cái núm vặn âm lượng ở đây chúng ta nó hơi bị xước một chút. Còn về tổng thể thì cũng còn rất là đẹp, cả loa bên kia nữa còn rất là đẹp. Cũng đầy đủ hai phần e-căng của loa, hay chúng ta còn gọi là lưới bảo vệ. Có cả khiển zin luôn các bác nhá, khiển zin. Và phía trên ampli thì các bác có thể nhìn thấy không có vết xước răm cũng như cấn gì cả, chỉ tiếc một phần ở loa thôi. Ở phía sau của loa thì chúng ta sẽ có công suất của loa là 60W một loa và trở kháng là 6 ohm. Còn về phần ampli thì các bác có thể nhìn thấy sản xuất năm 2017, tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì model này vẫn là model mới nhất của hãng. Cầu loa cũng được sử dụng hệ thống rách bắp chuối này, đường quang digital in thì chúng ta sẽ có hai đường optical 1 và 2. Máy hỗ trợ một đường analog in và một đường sub out để các bác có thể gắn với những cục sub bên ngoài. Bộ này thì ngoài cái khả năng chơi nhạc từ CD ra thì nó còn có khả năng giải mã tín hiệu từ TV cũng như là có cả Bluetooth các bác nhé. Và đối với dòng M-series của Đàn Ông thì chỉ có duy nhất mẫu M41 này có Bluetooth không dây thôi. Còn các mẫu như là M40, 39, 38, 37 chưa có kết nối Bluetooth không dây đâu các bác nhé. Và đặc biệt bộ này ngày hôm nay thì bên em để cho các bác với cái mức giá chỉ 7,5 triệu thôi các bác nhé, 7,5 triệu thôi. M41 thì cái chất âm của nó là một bộ mini dòng M, nhưng mà chất âm thì nghe như một bộ dàn chung luôn. Đây là cái ưu điểm của dòng M41 cũng như là dòng M-series của Đàn Ông. Bộ này thì nó sẽ phù hợp với rất nhiều khách hàng.
các bác có thể sử dụng ở trong những không gian phòng ngủ, phòng làm việc và phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, tại vì là cái kiểu dáng của nó cũng không quá trẻ mà cũng không quá già, kiểu dáng của M41 rất là đẹp. Bác nào quan tâm tới bộ này với mức giá em đang để cực tốt là 7,5 triệu thì có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm.